ba nghe. Ấy. Đây 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 đây. Rồi. Unemployed là thất nghiệp con. Thất nghiệp, thất nghiệp. Từ nào từ thất nghiệp. Out of order, ra khỏi trật tự, không theo thứ tự. Out of fashion, lỗi thời. Out of work, không có việc làm. Out of class, không có thực hành. Cái nào? Rồi câu C nha. Phải ỏ hả? Rồi go out quick là đi ra đi chơi. Ra ngoài tụ tập bạn bè á. Hang gì? Hang out quick. Đúng rồi. Câu 21 nào. Ôi giờ lại 20 là chọn hang out quick đó hả cô? Ờ. Ủa sao em thấy nó cứ sao vậy? Sao gì? Hang out quick là bị bệnh. Hang out quick là bắt kịp. Ừ. Với lại cái out quick là có mối quan hệ tốt với ai đó. Con đang cần tìm từ đồng nghĩa mà. Đi ra ngoài tụ tập bạn bè kìa. Rồi, tìm từ trái nghĩa con. Chính phủ đang tiến hành một cái dự án về sức khỏe cho người nghèo ở vùng xa xôi hẻo lánh và cái vùng rural. Rồi rural đồng trái nghĩa với rural là gì? Rural giống như là vùng xa xôi con. Xa xôi. Vậy thì các bạn gần. Xôi là urban. Urban đô thị, bây giờ vùng nông thôn đây đô thị urban. Mấy cái có hạn bây giờ em bao giờ nó là suburb là coi như là nó ấy rồi em không biết em rồi coastal câu đề coastal vùng duyên hải nha. Coastal là vùng biển, nó vùng duyên hải rồi. Nếu chúng ta tiếp tục lãng phí nước, lãng phí wasting, lãng phí saving rồi. Rồi ok tiết kiệm rồi xuống bài dưới bài đọc con đọc bà khoan đây. Ủa 22 saving hả? Ừ thì tôi trái nghĩa. Làm bài đi con. Tiếp tục đi, lát mẹ và mệt lắm dậy được đâu. The use of computer and the internet allow people to work at home. Việc sử dụng máy tính và internet cho phép mọi người làm việc ở nhà thay vì đi ra ngoài để làm việc. Ủa làm chưa? Phát làm chưa? Làm đi có sửa. Cô ơi, cô xem nó kìa. Nó làm gì? Cô nhìn xem. Phải nào? À, việc sử dụng máy tính và internet cho phép mọi người làm việc ở nhà thay vì phải đi lại để làm việc. Ok. À, ví dụ như một nhà báo, journalist, nhà báo ghi vào, nếu các bạn không biết, nhà báo, người mà sống ở vùng xa xôi ở trên thế giới vẫn có thể viết bài của anh ta, nộp bài của anh ta đúng giờ, on time là đúng giờ cho cái số báo tiếp theo. The internet allow business. Internet cho phép những người kinh doanh giao tiếp, communicate là giao tiếp liên lạc với khách hàng, customer là khách hàng. Dịch bài nè. Hoặc là những worker là công nhân ở bất cứ nơi nào trên thế giới nhá. Mà chi phí, the cost là chi phí chỉ bằng một cái cuộc gọi địa phương thôi. Email, thư điện tử cho phép người dùng, user là người dùng gửi tài liệu, document là tài liệu, tranh ảnh và những cái dữ liệu, data là dữ liệu khác. À, từ một nơi này ở thế giới tới một cái nơi khác chỉ trong vòng 5 phút thôi. Internet đang cung cấp rất nhiều cái cơ hội kinh doanh nha, business opportunity. Bây giờ người ta kiếm tiền trên internet quá trời đó, thấy không? Some business, một vài người kinh doanh thì quảng cáo, advertising là quảng cáo các bạn, quảng cáo sản phẩm của họ trên internet. Mọi người có thể sử dụng internet để mà do shopping, mua sắm. Điều này save a lot of time, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Và có thể là sử dụng internet cho việc giáo dục nha, dạy học nữa, education student đó. Có thể education là giáo dục. Sinh viên, học sinh có thể kết nối với giáo viên từ nhà để gửi hoặc là nhận email hoặc là nói về vấn đề của họ thông qua online hơn là tham gia một lớp học. Ok chưa? Câu 23, tựa đề tốt nhất cho cái bài đọc này là gì? Câu A, thuận lợi của internet, ưu điểm của internet á. Câu B, đi mua sắm với internet. Câu C, internet, ưu điểm và khuyết điểm. Câu D, làm việc ở nhà với internet, chọn câu nào? Câu C. Sao lại câu C? Mình có nói khuyết điểm đâu. Có câu D. Đúng rồi, câu D. Ủa, câu D mà. Câu D này. What the. D nó nhảy lên trên đấy. Thôi rồi, về. Cô xuống đây, cô nhìn về của tụi em. Biết này. Rồi, biết rồi. Opportunity là gì? Cơ hội. Cơ hội là từ nào? Chances. Câu A. Câu 25 đi các bạn. Với sự giúp đỡ của internet, câu A, mọi người vẫn phải đi làm.
Câu B mọi người bây giờ có thể làm việc ở nhà. Câu C mọi người phải làm việc ở văn phòng. Câu D mọi người phải đi làm việc ở văn phòng thay vì làm việc ở nhà. Câu nào? B. Sao chọn sai? Câu D hả? Câu D là mọi người phải làm việc ở văn phòng thay vì làm việc ở nhà mà. Cái đó là ngược lại. Rồi câu 26, nó mất chấm chấm nhiều thời gian hay ít thời gian để mua sắm trên internet? Nhiều thời gian. Ê, nó lại tiết kiệm thời gian mà. Là ít chứ. Có cái câu tiết kiệm thời gian không? Tiết kiệm thời gian thì phải là ít, ít đâu? Ờ. Bạn Ken làm đúng hay sai? Nói tôi nghe. Ken sai à? Câu 27 nào? Not true là không đúng con ơi. Câu nào không đúng nào? Câu A, internet cung cấp rất nhiều cơ hội về kinh doanh đúng không? Đúng. Câu B, email có thể được sử dụng để gửi tài liệu, bức tranh ảnh hoặc những dữ liệu khác một cách nhanh chóng đúng không? Đúng. Câu C, internet có thể được sử dụng cho giáo dục đúng không? Đúng. Câu D, học sinh ngày nay dành nhiều thời gian hơn dành nhiều thời gian online hơn tham gia trên trường. Không có đề cập. Không đề cập thì là sai. Ok. Xong bài đọc số 2 nào, hai anh nhớ người yêu nhanh lên. Bài đọc số 2. Bài đọc số 2 đi.